Chào đón quý anh chị đã đến với chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp được cập nhật trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, xin được kính chúc quý cô bác và anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp có những con giáp may mắn gặp được thần tài ngay từ đầu năm, mọi chuyện hanh thông tài chính và cuộc sống thì đều suôn sẻ may mắn. Tuy nhiên cũng có những con giáp phải vất vả vượt qua những tháng đầu năm thì sau đó mới gặp được vận tốt, có quý nhân giúp đỡ và đạt đến thành công. Trong khoảng thời gian này thì họ cần phải bình tĩnh chờ thời cơ và quan trọng là phải hành sự cẩn trọng, kín kẽ để có thể tai qua nạn khỏi. Theo các chuyên gia tử vi lý số thì bốn con giáp ngay sau đây trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch sẽ phải hết sức cẩn trọng để có thể tránh được vận xui, bảo toàn tài lộc của mình. Cùng xem đó là những con giáp nào qua video của chúng tôi ngay sau đây. Đầu tiên đó là tuổi Ngọ. Chuyển sang tháng 5 thì sự nghiệp của tuổi Ngọ vẫn chưa khởi sắc hơn so với tháng trước. Đường tài lộc cũng hiu hắt. Trong tháng này các gia chủ tuổi Ngọ cần chú nhiều hơn về tính cách của mình. Mệnh chủ cần phải bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải thì rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo, ảnh hưởng lớn đến công việc mình đang tiến hành triển khai. Bước sang tháng 5 âm lịch thì tuổi Ngọ dễ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Con giáp này đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Thái tuế nhập mệnh cũng khiến cho tình hình phía trước biến đổi không ngừng. Con giáp này dễ mắc phải sai lầm, dẫn đến tai họa khó tránh khỏi. Công việc trước thì suôn sẻ nhờ hữu vật các tinh trợ mệnh, bản mệnh có thể tìm thấy được hướng đi cho mình, phát huy được năng lực của bản thân. Tuy nhiên thì những gia chủ tuổi Ngọ dễ vì ham vui mà quên đường về, vốn dĩ có thể phát triển sự nghiệp nhưng lại bị bạn xấu lôi kéo, mải chơi mà quên nhiệm vụ, sa đà vào những thói hư tật xấu. Tình cảm lứa đôi thì cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Nguyệt lệnh lâm thai, con giáp này sẽ bốc đồng sôi nổi vì chuyện nhỏ mà làm cho đối phương chịu tổn thương, khiến cho mối quan hệ giữa hai người thăng trầm bất định. Để mọi cuộc sống diễn ra thuận lợi suôn sẻ hơn, những gia chủ tuổi Ngọ nên mang bên mình minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Qua tháng 5 năm 2020, công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý. Nguyệt lệnh ở đắc thai, người tuổi Ngọ ở thời điểm này vận trình sự nghiệp thăng trầm bất định, khó đạt được mục tiêu đề ra từ trước đó. Mặc dù được quý nhân hữu bật nâng đỡ, chỉ lối dẫn đường, nhưng con giáp này chưa biết tận dụng hết thời cơ sẵn có. Bản mệnh có thể tìm ra được hướng phát triển phù hợp với bản thân, cũng phát huy được năng lực, có được thành công bước đầu. Nhưng bản chất ham vui, dễ bị lôi kéo, khiến cho những chú ngựa dễ dàng đi chạch đường ray, đánh mất lợi thế mà mình đang sở hữu. Thiếu quyết đoán, có khi đứng trước cơ hội trời cho, bạn lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu, cuối cùng mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những chú ngựa dễ mắc sai lầm, con đường công danh sự nghiệp, vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Xét vận trình tài lộc vào tháng 5 2020 âm lịch thì họa phá tài đang ập đến, tuổi Ngọ xui xẻo hết lần này cho đến lần khác, tổn hao tiền bạc, bản mệnh không thể để dành được là bao, tiền cứ vào hôm trước thì hôm sau lại hết. Có thể bị trộm mất, bị rơi mất, thậm chí là do bị phạt hay là tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Tử vi năm 2020 cho thấy, âm sát xuất hiện lại thêm thái tuế ở bên. Tháng này, đường tài lộc của tuổi Ngọ khó bề khởi sắc. Con giáp này có thể làm ra tiền nhưng chẳng được có tiền trong tay. Bạn có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đàng, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình làm ra. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Những chú ngựa còn có thể u mê vì chuyện tình cảm mà quyết định sai lầm, có khi biết sai mà chẳng thể làm lại, chỉ đành nhìn tiền trong tay mình trôi theo dòng nước.
Để con đường công danh được thuận lợi, không bị ngăn cản quấy phá, những gia chủ cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tuổi Tý. Vào tháng 5 âm lịch, tử vi của tuổi Tý báo hiệu sự biến động cực kỳ lớn trong vận trình tình cảm và công danh sự nghiệp của con giáp này. Tổng thể vận trình vào tháng 5 âm lịch thì càng ngày càng xuống dốc. Tý dương thủy gặp quý âm thủy nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này thì các gia chủ tuổi Tý cần phải đề phòng tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh sa đà vào công việc, khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn đến bạo bệnh. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này nếu đứng trên cương vị lãnh đạo hay người đưa ra quyết sách thì cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy dăm ra từ trước. Hành động bốc đồng thiếu sự cẩn trọng dẫn đến hậu quả khôn lường. Không chỉ lợi ích cá nhân bị ảnh hưởng mà còn có thể đẩy cả tập thể vào thế hiểm nghèo. Trong những ngày cuối tháng 5 âm lịch thì tuổi Tý sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc, dễ mắc phải sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà bốc đồng trong khi cần bình tĩnh. Càng là người ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần biết mình là ai, đang ở đâu và cần phải làm gì. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, trong thời gian này thì tuổi Tý khó mà có được những điều mình mong muốn, cả tình duyên, tài lộc đều trải qua giai đoạn khá là khó khăn. Con giáp này có thể sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn với người thân của mình. Đó còn là chưa kể đến việc bạn dễ nóng nảy, khiến cho những xung đột với người ngoài chẳng hề ít, các mối quan hệ ngoại giao không được tốt. Điềm báo tử vi cũng cho thấy những chú chuột gặp phải đại họa nên tiền bạc trong túi cứ thế không cánh mà bay. Nhất là khi con giáp này chẳng hề có tư tưởng tiết kiệm, đề phòng cho tương lai mà kiếm được đồng nào thì xào ngay đồng ấy. Không phải bản mệnh không kiếm được tiền, bởi trong tháng lâm cục đế vượng thì chuyện làm ăn buôn bán hay công việc cũng đều tiến triển tốt, tiền về tay không ít. Chỉ là con giáp này tiêu xài hoang phí quá mức mà thôi. Đặc biệt là trong 10 ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý ngày âm lịch 24 tháng 5, tức 14 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ. Đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984. Vào ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đâu ập đến. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Tý không nên tiến hành công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Và để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý, phấn đấu đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Về tài lộc của người tuổi Tý, trong 10 ngày cuối tháng 5 này thì bị quá nhiều chuyện làm cho phân tâm, vì thế mà kiếm tiền có phần bê trễ, công việc tiến triển không được tốt lắm. Điều đó càng khó để con giáp này tăng thêm thu nhập của mình. Tử vi tháng của 12 con giáp cho thấy đường tài lộc của tuổi Tý vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này thì không được tốt cho lắm. Không phải bạn không kiếm được tiền, thậm chí là kiếm được nhiều tiền nhưng lại chẳng giữ được tiền trong tay. Đại hao hung tinh nhập mệnh, con giáp này dường như đang kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy trân trọng công sức của mình. Dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích, không quan tâm đến giá cả, càng chẳng biết mình có thực sự cần đến nó hay không. Trong tháng thì có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Tý nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi mà cấp bách, tiền vào túi rồi lại ra đi. Có kiếm được nhiều thì cũng dễ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Để con đường tài lộc thuận lợi càng thêm thuận lợi, quý gia chủ hãy mang bên mình vòng tam hợp quý thần, thân, tí, thìn. Tuổi Sửu. Vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch thì tuổi Sửu sẽ có nhiều tin vui về tình cảm. Xong thì đỏ tình lại đen bạc, bản mệnh có thể bị hao hụt không ít tiền của, còn có thể lâm vào tình trạng túng thiếu.
Sửu âm thổ trong thời gian này sẽ gặp thất sát, nên các gia chủ tuổi Sửu cần chú ý về việc học hành công danh nhiều hơn. Do gặp phải thất sát nên tính cách dễ theo xu hướng bốc đồng hiếu thắng, làm việc tùy hứng. Nên tử vi cho thấy bước vào giai đoạn này sẽ là thời điểm mà tuổi Sửu gặp phải nhiều chuyện không được như ý, vận trình ảm đạm so với khoảng thời gian khác. Cục diện tương hại cho thấy sự bất ổn trong chính cảm xúc của con giáp này. Bản mệnh chưa kiểm soát được tình hình, không tự tin để bày tỏ tình cảm. Có thể vì thế mà hụt mất nhiều cơ hội để đi đến với tình yêu. Thiên hình hung tinh còn nhắc nhở con giáp này hãy nhớ cần phải làm gì để đạt được mục tiêu, nhất là trong công việc. Sự sao lãng, thiếu tập trung có thể khiến bạn phải trả giá đắt khi liên tiếp mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Cùng với đó, thất sát chính là chủ về túc sát, tức là nghiêm hình và có sát khí cảnh báo những chú trâu cần chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Chớ nên suy nghĩ quá nhiều mà suy nhược cơ thể, mất ăn mất ngủ. Trong tháng, bạn có thể tốn kém một khoản cho chi phí khám chữa bệnh nữa. Đặc biệt là trong 10 ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý ngày âm lịch 25 tháng 5, tức 15 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi. Đây là ngày đại kỵ với mệnh chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 và mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập đến. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Sửu không nên tiến hành công việc quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tử vi của tuổi Sửu năm 2020 cho thấy 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch sẽ về vận trình công danh sự nghiệp, thì bản mệnh vẫn chưa tìm được hướng đột phá cho mình, vẫn đều đều với những công việc thường ngày, nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi và thất bại. Trong tháng 5 âm lịch có nhiều áp lực sẽ khiến cho tuổi Sửu cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, phần nào ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn. Con giáp này dễ lơ là, thiếu tập trung, có những suy nghĩ khó có thể dự đoán được, khiến vận trình chuyển biến theo hướng hoàn toàn khác. Thiên hình hung tinh báo hiệu những tai họa gặp phải trong thời điểm này đều có nguồn cơn do chính bản mệnh mà ra. Thiếu tinh thần làm việc thì tất hiệu quả công việc sẽ sụt giảm, thiếu tập trung thì sẽ mắc phải sai sót. Nếu những chú trâu không muốn bao nhiêu công sức mình phấn đấu trước đó bị đổ sông đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Tuy nhiên thì cũng chớ nên gắng sức làm việc quá mức mà cần phân bổ thời gian hợp lý. Khi cơ thể đã đến ngưỡng chịu đựng thì nên nghỉ ngơi, bởi cố làm thêm chỉ càng tăng thêm nguy cơ sai sót về sau. Bản mệnh cần phải mang bên mình minh quang pháp bảo để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó mở rộng công danh, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá là lớn, có nhiều chuyện không thể ứng tiền ra như là chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là bị phạm luật. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu, vá vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm để dự phòng cụ thể cho những tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kẻo cho bạn hoàn toàn có thể rơi vào cảnh trái túi. Bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó có mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Nhất là người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó có được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh có nguy cơ mất tiền hao của. Tuy số tiền mất mát không lớn nhưng thời điểm kinh tế khó khăn hiện giờ thì đó là một vấn đề khá lớn mà tuổi Sửu phải đối mặt. Đường tình duyên của những chú trâu trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này thì khá là ảm đạm. Thực sự là hoang mang về bước đường trước mắt, dù là còn đôi hay là còn độc thân, sự hờ hững giữa các cặp vợ chồng là dấu hiệu bất ổn, có thể sẽ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xen vào, hoặc chính các bạn là người mất kiểm soát cảm xúc mà say nắng trúng gió trong những mối quan hệ ngoài luồng. Riêng với những bạn còn độc thân thì phong thủy gia cát khuyên bạn nên nhìn rõ hơn thời cơ mà bày tỏ tình cảm, chớ nên chần chừ do dự quá lâu, đối phương sẽ cảm thấy mơ hồ về tình cảm. Biết đâu khi có đủ dũng khí để tỏ tình thì người ấy đã trao trái tim cho người khác. Tuổi Tuất.
Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này thì lĩnh vực tình cảm của tuổi Tuất có dấu hiệu khởi sắc nhưng sự nghiệp lại khá là bình bình. Nhâm Dương Thủy gặp Tuất Dương Thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc, đại diện cho mọi việc không thuận lợi. 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch đối với gia chủ tuổi Tuất sẽ có những khó khăn trong cuộc sống và việc học hành của mình. Điểm nổi bật tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch đó là sự nghiệp thăng tiến không ngừng, đạt nhiều thành tựu đáng kể sau thời gian gặp khó khăn liên tiếp. Bước qua tháng 5 âm lịch, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất thăng tiến không ngừng khi mà nguyệt lệnh lâm đất quan đới. Con giáp này biết cách phát huy năng lực của mình, không hoài phí cơ hội đang đến. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều may mắn hơn. Thực chất là do bản mệnh có sự căn cơ tính toán, nhìn xa trông rộng nên thu được tiền về tay có phần nhanh chóng hơn người khác. Có điều, bạch hổ hung tinh nhập mệnh cho thấy con giáp này có thể gặp vài rắc rối về sức khỏe, cẩn thận bị người khác hãm hại hoặc bản thân gặp tai nạn do thiếu cẩn trọng. Chuyện tình cảm có phần thăng trầm bất ổn do tuổi Tuất đặt nặng chuyện tình cảm, nên có khi không suy nghĩ được tỉnh táo sáng suốt, dẫn đến đi theo con đường sai lầm, thậm chí là bị lừa gạt về tình cảm. Đặc biệt trong 10 ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý vào ngày âm lịch 22 tháng 5, tức 12 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ Nhâm Tuất 1982 và mệnh chủ tuổi Canh Tuất 1970. Vào ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập đến. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Tuất không nên tiến hành những công việc quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Trong lĩnh vực sự nghiệp thì người tuổi này có thể tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm, lo lắng nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch có quan đới trợ mệnh, tuổi Tuất dễ dàng vượt qua được khó khăn trở ngại, băng băng tiến bước trên con đường tới thành công. Con giáp này có năng lực lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái giao thêm cho nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng mà còn khiến bạn có thêm vững tâm tiến bước. Tuy nhiên thì những chú chó cần phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, nếu không sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí mình đang có. Cần bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì vẫn cứ xảy ra, không thể nào trốn tránh mãi được. Để thuận lợi hơn trong sự nghiệp và cuộc sống, quý gia chủ tuổi Tuất nên mang theo bên mình Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về tài lộc của tuổi Tuất thì vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, tài lộc không có nhiều biến động, có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá là hứa hẹn. Tài lộc của tuổi Tuất khởi sắc, tử vi cho thấy bản mệnh dù công việc tiến triển tốt nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này chuyện làm ăn khó bề vất lên do yếu tố cả chủ quan và khách quan. Bản thân tuổi Tuất có nhiều gánh nặng trên vai, có khi phải chi dùng tiền bạc cho người thân, bạn bè chứ không phải là bản thân mình. Bạn cũng quý trọng tiền bạc nhưng có những chuyện không tiêu pha không được. Công danh tài lộc điềm báo có nhưng lại bị ngăn cản. Để kích công danh tài lộc, gia chủ tuổi Tuất nên mang bên mình vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Sử dụng vòng tam hợp dần ngọ Tuất để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tử vi của 4 con giáp xui xẻo trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Thank you.